À, rồi bây giờ thì mấy chú cũng bữa nay cũng hay hỏi hoài là nay đi tới đâu rồi mà chưa có thấy Hoài quay clip gửi lên cho bà con mình xem. Thì hôm nay thì Hồng Hoài đang có mặt mà lúc này là lúc là 12 giờ trưa, là nắng nóng cực kỳ luôn. Đó là bắt anh hai đây là nông dân của mình, là VIP ở tại Kinh Bảy của Mỹ Thái Sơn, hòn đất Kiên Giang. Đó thì ở đây là anh Bảy làm tầm khoảng là 6 hecta. Đó 6 hecta là ở đây là anh hai làm là lúa Nhật. Đó thì bây giờ thì hôm nay 12 giờ trưa là bắt ổng ra ngoài ruộng đây nè, đứng đây nè, thương lắm, không biết ổng có giận không nữa. Giờ có biết giận hay không để hỏi ổng coi, ổng cười cái anh hai cười cái nè. Hai biết cười tươi quá. Cười ổng thấy tổ quốc luôn. Trời nắng thì đi nó thăm lúa nó mới đẹp. Trời nắng đi thăm lúa nó mới đẹp. Rồi ok, bây giờ thì bây giờ thì hôm nay thì ông Hòa tới đây là gặp anh hai, thì hy vọng rằng là clip này thì quý bà con của mình ở tại cái này là Mỹ Thái đúng không? Ở bên Mỹ Thái này mà con mình sẽ biết nhiều hơn. Thì ở đây thì bên Mỹ Thái thì Hoài có gặp gỡ và thăm ruộng và bán cho rất là nhiều bà con mình ở tại kinh 15 Mỹ Thái á, rất là nhiều. Và bên đây thì Hoài đang ở Kinh Bảy. Thì ở đây thì anh hai có thể chia sẻ cho Hoài biết, với lại là cho quý bà con của mình đang xem kênh YouTube của Hoài Thương được biết rằng là anh hai đã làm cái quy trình của THD của công ty Trương Hoàng Đông bao nhiêu vụ rồi, mấy năm rồi? Cái này thì mình THD của Trương Hoàng Đông này là mùa này nó là được hai mùa. Hai mùa. Đúng rồi, một mùa hè thu rồi mùa đông xuân này. Một mùa hè thu và mùa đông xuân là hai mùa. Đó vậy thì anh hai đã làm hai mùa rồi, thì bây giờ thì lúa mình nay thì chắc tầm khoảng mai mốt là mình cắt rồi anh hai. Hai ngày nữa cắt. Đây là lúa Nhật nha. Đây thì lúa Nhật này là anh hai thấy đánh giá hiện tại thì mốt được cắt rồi thì thấy như thế nào anh hai? Lúa này theo như ta cắt cho người ta mấy miếng gần đây thì nó nằm ở dạng khoảng tầm tấn 3 có, tấn 4 cũng có. Còn cái dạng lúa này theo tôi mình hai mùa nay tôi đánh giá nó cũng nằm từ cái dạng từ tấn 3 chứ không có rớt nổi đâu. Tấn 3, tấn 4. Là bữa giờ anh hai đã cắt cho người ta, là anh hai nhà có máy cắt luôn hả? Là quý vị ơi, là ai có muốn cắt lúa ở đây là đại gia có máy cắt luôn nha, cắt lúa cho bà con luôn. Cứ liên hệ hẹn hai ông là có máy hết. Cứ liên hệ hai ông là có máy hết, cắt miễn phí luôn. Cắt miễn phí, anh hai thì cắt miễn phí nhưng mà Hoài trả tiền cho quý bà con khỏi lo. Đó, vậy thì bây giờ nè, dàn lúa này năng suất là khoảng tấn 3, tấn 4. Tại vì em cũng đi thăm cánh đồng là mấy chú cũng bảo là được tấn 3, tấn 4 đó. Nhưng mà quan trọng là năng suất rất là có nha, rất là trúng. Vậy thì còn chi phí? Chi phí thì anh hai thấy nó có tiết kiệm hai vụ này nè, nó có tiết kiệm bao nhiêu so với như mấy bà con khác người ta chia sẻ không? Thôi nhưng mà hai vụ trước tôi chưa mình không THD này đó, là thường thường là 1 hecta là chi phí tiền phân tiền thuốc là mấy dạng khoảng tầm từ 2,8 triệu sắp lên. Trời ơi, dữ mà vậy? Còn hai như mùa nay như mùa rồi tôi xử lý với nãy mùa này á là tầm khoảng cỡ 1,8 triệu. 1,8 triệu? 1 hecta là phối hợp với phân hóa học mình nhé nha, thằng THD á. Là chưa hiểu là cái đợt hồi trước là 2,8 triệu mà bây giờ còn 1,8 triệu là giảm nhiêu quý bà con? Đâu bấm máy tính rồi, tính là giảm 1,2 triệu hả? 1,2 triệu. 1 triệu chứ? 1 triệu à? Ăn gian quá, giảm 1 triệu. 1 triệu một ha. 1 triệu cho 1 hecta đó. Wow, vậy là coi như là nó chi phí rất là ít. Vậy thì anh hai xịt cái THD này, anh hai cho em biết coi là xịt cái THD này liều lượng anh hai xịt sao? Này nó theo mình xịt bình máy bay mình là 50 cc cho 1 hecta. 50 cc cho 1 hecta. Hai người ta kêu cắt lúa chung gì. Rồi bây giờ là một chai này mình xịt cho 2 hecta. Nhớ kỹ nha quý bà con hay hỏi hoài là một chai xài ít quá có nên tăng liều hay không, đừng nên tăng liều nha. Một chai nhớ xịt máy bay, xịt bình máy cũng xịt là một chai là 2 hecta dùng hoài nha. Rồi anh xịt là anh tăng, tăng liều một chút thì thứ nhất là nó hao của mình, thứ hai nó là nó làm cái mặt lúa mình hồi xịt hồi lúa nhỏ nó hơi lùng đúng cái rồi. Lúa nghĩa là tăng liều quá nó sẽ bị lùng cái lúa lên tăng liều. Dạ rồi cái đợt trước là mấy kỹ sư đến thăm ruộng của anh hai, rồi lúc đó cái màu ruộng mình nó như thế nào, cái màu của hạt gạo nó vô thì sao anh hai, nó thấy đẹp không? Đẹp thì nó đang đâu phân biệt được là mình xài phân thuốc gì đâu, nó cũng đẹp như cái thằng kia nó cũng đẹp đúng không? Nó cũng đẹp nhưng mà chi phí nó ít đúng không? Nhưng nó cũng đẹp. Đặc biệt là cái này là tôi mình cho lọc trời, là mình theo lúa chất lượng cao lúa sạch á, là đạt 100% lúa sạch luôn. Đạt 100% lúa sạch luôn. Bán người ta là được là 300 đồng. 300 đồng phải so với mình phân thuốc khoa học. Bán giá cao hơn 300 đồng một ký hả? Trời, 300 đồng một ký là nhiều lắm đó trời. Thì biết đâu. Dạ, ai muốn đến thăm ruộng trực tiếp của anh hai ông luôn là đến ngay qua cái bến đò Mỹ Thái á, đi qua cái kinh 7
Kinh Bảy chưa qua cầu Kinh Bảy là phía bên nhà đây có cái nhà biệt thự chà bá bự luôn, là nhà của anh hai á, làm tết đê cắt nhà bự quá mà. Đúng không? Dạ đó, thì bây giờ còn cái kali này thì anh hai xài liền sao? Cái thằng kali này thì cái cứ mà nó mới chỗ đều á, hai cha này cho 1 hecta. Mới chỗ đều là hai cha cho 1 ha. 1 hecta. Rồi. Rồi cái con trái me anh có xịt nó không? Có chứ, con trái me là 3 chai. Con trái me 3 chai, có nghĩa là kali kẽm này anh hai chia ra hai cử, cử chỗ đều 2 chai, cử con trái me 3 chai. Thì mà anh hai thấy đều có cộng THD này vô cũng như ra mà cũng nửa 50cc cho 1 hecta. À, nghĩa là các cử đều là phải có cộng là THD và kali. Quý bà con cứ tưởng tượng đi, THD giống như là cơm vậy đó. Còn kali này dạng như là một món ăn kèm theo, nên là mình lúc nào cử nào mình cũng phải có xài THD thì nó mới giúp cái cây lúa của mình nó mới đạt được rất là nhiều hiệu quả được. Còn kali này thì để giúp cho nó vấn đề là cứng cây dày lá nè, và đặc biệt là vô gạo. Anh hai thấy vô gạo này anh hai thấy nhiều ý chưa? Cái thằng kali này nó vô mạnh hơn cái kali mà như Lộc Trời nó đưa cho mình là cái thằng xeo 30 cái dạng hữu cơ đó. Dạ. Cũng có xịt nữa nhưng mà nó vô gạo chậm hơn. Không dám so sánh nha, nhưng mà cái này anh hai tự so sánh hơn. Nha. Nghĩa là cái này nó vô mạnh hơn. Còn cái kali của Lộc Trời hả? Đây đào, quay cho bà con thấy luôn cái bên đây là xài kali của Lộc Trời anh hai hả? Trời ơi. Mà đặc biệt cái ưu điểm của nó là nó hay hơn người ta, cái là cách mà đảm bảo không à, cá luôn. Cách không có trứng cá luôn. Và cái hạt anh hai thấy sao? Hạt thì chất lượng luôn. Dạ vậy hả? Rồi ngoài cánh đồng đây của anh hai có làm THD của mình ra là có bà con nào khác làm THD của mình đó không? Ở đây mình làm hơi bị nhiều đó. Làm hơi bị nhiều đó. 20 mấy hộ. 20 mấy hộ luôn, mà từ đâu mà 20 mấy hộ đó biết mà để xài? Thì từ mùa đầu tiên lúc bạn chỉ biến trong đó đó. Bạn chỉ biến biến trong đó là bà con vừa rồi. Bởi vì đây người những người như thế này là đã giàu, còn giàu hơn biết sao không? Xài đạt hiệu quả quá, chỉ cho 20 mấy người làm luôn. Là nguyên trong cánh này kinh này là quý bà con mình khoảng 20 mấy hộ rồi đều đang xài THD. Và anh hai thấy mấy hộ kia sao? 24 hộ kia anh còn, hai thấy còn, sao? Còn mấy hộ kia người ta còn có cái số ở ngoài lộ là cũng có bà con lấy một số nhiều nhiều mà không xài. Cái đó thằng này không kiểm chứng được. Dạ. Vậy là có nghĩa là anh hai nói là 20 mấy hộ nhưng mà có rất là nhiều hộ người ta xài đúng quy trình phân thuốc thì nó rất là ok. Nhưng có một số người lấy phân không lấy thuốc, lấy thuốc không lấy phân thì như vậy thì hiệu quả tối đa nó không có. Nên là mong rằng là sau clip này quý bà con của mình theo đánh giá của nông dân của mình đây thì quý bà con mình nên xài trọn bộ đủ quy trình luôn để cho nó hiệu quả nó 100% luôn. Rồi bây giờ tối đa thì anh hai thấy là vụ này mình cắt xong là chắc là khoảng mưa xuống mới xả lại vụ tới đúng không? Dạ quý bà đầu tháng 4. Vậy giờ bây giờ anh hai thấy cho Hoài với lại quý bà con mình đang coi kênh YouTube của Hoài này cho anh hai cho biết được nữa là cái vấn đề tình trạng sâu bệnh sâu rầy đổ cứng cây dày lá bộ rễ đó, anh hai thấy nó đánh giá như thế nào hai vụ này so với mấy vụ trước á? Nếu mà sử dụng đúng cái sản phẩm của THD này thì cái vụ sâu là một rầy là hai, hầu như là nó khống chế tới khoảng 70-80%. Khống chế 70-80%. Tôi dám nói cam đoan luôn, còn không cứ mình đi rồi biết. Cái đó là thật sự luôn á. Về ruộng tôi mình tại sao ông kia xịt, ông này cũng có xịt, tôi có xịt đâu. Mà giờ dọn thấy hai vàng lúa đâu có. Quá trời, vàng lúa mình quá trời luôn rồi. Nè quý vị thấy nè, nào quay cho bà con mình thấy nè, bông nè. Nó là cái hạt gạo nó vô tới cậy luôn nha mấy bà con. Cái vàng lúa này, vàng lúa này thì tầm khoảng 2 ngày nữa mùng 10 cắt rồi. Bữa nay mình là mùng 8 vậy rồi là mùng 10 cắt rồi nè, bà con thấy nè, đó. Vàng lúa nè. Rất là ok luôn. Ở đây anh hai xạ một công nhiêu ký vậy này? Nhiêu ký giống? Ở đây anh hai làm giống có 12 ký một công thôi nha. Rồi vụ tới hè thu này mình định làm giống gì anh? Cũng thằng DS1 này nữa. Giống luôn nhỉ? DS1 luôn. Ở đây là người ta đa số. Mình lâu lắm rồi, mình mười mấy năm nay rồi đâu có bỏ. Mấy năm. Đó nên là sau clip hôm nay thì cảm ơn anh hai đã dầm mưa giải nắng với công ty Hoàng Đông để đứng tại đây và cặm luôn cái bản công ty Trương Hoàng Đông THD vì nông dân Việt nha, chứ không phải là nông dân khác nha. Đây là vì nông dân Việt Nam của mình. Thì số điện thoại của Hoài là 0938 799 188. Gặp cô Hoài rất là dễ thương. Thì dễ thương bằng cách là bắt nông dân của mình 12 giờ trưa đứng ngoài nắng như thế này nè. Đó nên là hy vọng rằng là sau clip này quý bà con nào muốn đến thăm ruộng trực tiếp của anh Hai On để tìm hiểu được cái kỹ năng làm ruộng như thế nào để cho nó tiết kiệm chi phí, nghĩa là trúng thì ai cũng trúng rồi, nhưng mà quan trọng là chi phí nó càng ít hơn, càng ít nhiều hơn thì bà con mình sẽ có còn nhiều tiền nhiều hơn để mình trang trải cho cái cuộc sống của mình, gia đình của mình, con cái của mình nữa. Nên là sau clip này hy vọng các bà con của mình cứ tin tưởng anh Hai và tin tưởng nhiều bà con khác và tin tưởng luôn cả cô Hoài Thương, liên hệ đến cô Hoài để có thể là biết được phương thuốc này và mình liên hệ trực tiếp để mua. Thì tất cả mọi chi tiết quý bà con cứ điện thoại cho Hoài là 0938 799 188. Thì Hoài thường hay đi thăm ruộng 12 giờ trưa lắm, nên là quý bà con của mình cứ yên tâm. Đó rồi anh Hai còn có đôi lời nào để mình có thể nhắn gửi cho bà con?
con cái này mình nói cho bà con lên tin tôi một lời nói rất là chân thành, một lời nói rất là chân thành, dùng cái loại phân thuốc này bà con, tôi nói giảm 1 triệu/ha, đó là tôi nói cái giá còn hơi kiếm tốn đó, nhưng thực tế ra bỏ ra một bao, bớt đi một bao DB hoặc một bao kali là thấy có 2 triệu rồi, rất đơn giản, nó không cần kali luôn, không cần kali vốn gốc, không cần kali vốn gốc, đảm bảo năng suất vẫn bình thường, vẫn trúng, chỉ cần bỏ một bao kali thấy cả 1 triệu/ha rồi. Đây là nông dân đảm bảo giảm, là giảm được một bao kali thôi, thấy được 1 triệu. Cái này là nay tính, là tính sơ đúng thôi chứ chưa có tính, chưa tính tổng thể là giảm bao nhiêu đúng không? Đúng, dạ, nếu là gì là quá đỉnh. Ví dụ như thường thường mình bón 10 bao phân chuột, phân hóa học, bây giờ đồng ý ta vẫn bón 10 bao phân THD, phân kia cũng 10 bao, nhưng mà cái giá tiền nó chênh lệch nhiều lắm, nó rẻ hơn, mà mình sẽ giảm được một bao kali, một bao kali trong 1 hecta là thấy được khoảng tầm gần 1 triệu/ha. Dạ. Rồi. Cần bón kali. Đó, đây là lời khuyên chân thành của anh Hai luôn. Anh Hai là gốc anh Hai ở đâu ta? Ngoài Bắc ha. Ngoài Bắc. Ông ngoài Thái Bình. Thái vô, Bình. Vô từ đời ông nội vô đây năm 40 tới giờ. Vô từ thời ông nội tới đây. Năm 40. Rồi, ok, thì sau clip này Hoài cũng nhắc lại với bà con mình luôn, hãy nghe lời khuyên chân thành của anh Hai. Thì ở đây thì con mấy bà con mình khỏi lo, nếu ảnh xài không đạt là ổng làm gì đúng 12 giờ trưa ở đây với công ty đây đâu, nên là quý bà con mình cứ yên tâm. Và đặc biệt là Hoài cũng chia sẻ luôn, thì 1 hecta mình sẽ xài là 6 chai THD, trong đó mình sẽ trộn phân và mình xịt ngâm giống cái luôn. Còn kali kẽm mình sẽ 1 hecta mình sẽ xài là 5 chai, thì xài cho 2 cửa cuối. Và đây là còn nano đồng này nữa nè, đây là cái chai mà chuyên quản lý vàng lá chín sớm chứ bị lá nấm khuẩn. Đó, đối với những cái giống mà OM18, Đài Thơm 8, những cái giống mà hay bị cháy, dễ bị cháy đó, nó sẽ bảo vệ, bảo đảm cho mình vừa có vấn đề đó luôn. Đó, thì bộ 3 sản phẩm đây là của công ty Trương Hoàng Đông, cùng với là 6 bao phân THD 25kg anh Hai, 6 bao phân THD nữa, thì với bà con mình sẽ làm trọn vụ. Thì như vậy là hết phân thuốc luôn là 5.070.000 một hết. Còn nếu quý bà con của mình xài bộ 3 này thì 1 hecta là 2.730.000 là hết vụ luôn nha quý bà con. Thì chi tiết liên hệ thì cứ điện thoại cho Hoài, thì Hoài sẽ trực tiếp tư vấn cho bà con của mình. Rồi, anh Hai chào bà con nha. Tâm Tâm chào bà con. Dạ, xin chào cả nhà.